Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Tính mình cưa cái cây tràm bông vàng này nha các bạn. Em nhỏ này đẽo ba cái cát đắt cho nó ghê. Nó ra để cưa nó màu lục lưỡi cưa. Để anh quay lên cây tràm bông vàng. Cầu tuốt chảnh. Rồi chúng mình bắt đầu leo lên nè các bạn ơi. Leo lên mé nhánh nha các bạn. Cho nó đỡ hư mấy cái cây tầm vông. Rồi chúng mình leo lên tuốt trên luôn rồi. Cổng rồi đây các bạn ơi. Rồi chúng mình leo lên tuốt trên luôn nè.
nữa chú cơ cây tiếp theo, mình quay cây tiếp theo nha. Rồi chú mình tiếp tục leo lên cái cây này để cưa tiếp nha. Cây này nó sát mí hàng gạo, sát với cái vườn cây luôn, vườn sồi ăn trái các bạn. Cây này nó nghiêng qua bên kia nha. Rồi chúng mình đang leo lên đó các bạn ơi. Anh có sắp lại xe không? Chúng mình lên thuốc chẳng nè. Rồi chúng mình di chuyển xích lên trên để cắt thêm mấy cái nhánh này nữa, cắt cho nó gọn các bạn ơi. Giật cái thằng cây to này về bên đây mới nói. Cái cây này quê mình kêu bằng cây tràm bông vàng các bạn. Có chỗ kêu bằng cây keo, còn chỗ mình là kêu cây tràm bông vàng. Cô chú anh chị mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ. Còn cô chú anh chị nào mà có cây cũng kêu to thì có rồi đó, có cửa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Cứ liên hệ chú anh để dưới đường link mô tả video, các cô chú anh chị hạ được không lớn. Chúng mình sẽ ngắn bên này nữa. Wow. Rồi chúng mình cắt cái đọt ra đó các bạn ơi. Mới vừa bước lại chú mình trên đó xô xuống rồi. Rồi chú mình leo xuống.
chúng mình đứng nó cưa một đoạn nữa nha. Xuống ăn. Không đủ lực à chú ơi. Ê, lại tiếp con chú ơi. Không đủ lực. Rồi bên gịch. Gịch. Nó đứt rồi. Ê.
Cái nữa. Ê, ê. Rồi ngã rồi các bạn ơi, ngã về bên đây rồi. Không có cuộc được. Gịch trả lời. Rõ tay hết rồi các bạn ơi. Đau tay. Cây dài tròn. Đỏ tay. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Rồi ok.